Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý. Ngay từ những ngày đầu năm, không khí lao động tại các công trường các địa phương, trong đó có Hải Dương và Hải Phòng, đã diễn ra với quyết tâm khí thế sôi nổi. Những năm qua, hội viên nông dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực thi đua phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi. Những ngày này, người dân trồng hoa cây cảnh trên địa bàn thị xã Đông Triều của Quảng Ninh đang tất bật để chuẩn bị cho vụ Tết, thị trường tiêu thụ lớn nhất trong năm. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa quan điểm xuyên suốt của Đảng, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội. Trong các giai đoạn phát triển, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh với những bản sắc rất riêng. Từ đây, các giá trị văn hóa con người Quảng Ninh vừa là nền tảng tinh thần vững chắc, vừa là động lực, sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Câu lạc bộ hát then đàn tính thôn Bản Cáo, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu được thành lập từ tháng 10 năm 2023, khi bản này được tỉnh lựa chọn thí điểm xây dựng làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Từ đây, làn điệu then Tày, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tiếp tục được các thế hệ người Tày ở thôn Bản Cáo giữ gìn, lưu truyền với niềm tự hào, trân trọng vốn quý của cha ông, trở thành tài nguyên cho phát triển du lịch tại thôn bản mình. Câu lạc bộ hát then đàn tính thì cũng hoạt động thường xuyên, và người già thì dạy người trẻ về đánh đàn, xong rồi hát then để các cái thế hệ sau này người trẻ cũng biết là hát then như thế nào. Thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc cùng tài sản tinh thần vô giá, kỷ luật và đồng tâm làm nên bản sắc cốt cách Quảng Ninh, khắc họa tính địa phương đậm nét. Bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa của Quảng Ninh in dấu trên 630 di tích văn hóa lịch sử trải dài, tiêu biểu như di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, di tích danh thắng Yên Tử cùng hệ thống di tích nhà Trần tại Đông Triều. Năm 2023, Vịnh Hạ Long lần thứ 3 được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử quần thể Thương Cảng Vân Đồn, huyện Vân Đồn và di tích kiến trúc nghệ thuật đình Trà Cổ, thành phố Móng Cái được chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, nâng tổng số di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh lên 8 di tích. Đây là nguồn lực vô giá cho phát triển kinh tế xã hội, luôn được tỉnh Quảng Ninh bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị theo hướng bền vững, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế. Đình Trà Cổ được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, vừa là niềm vinh dự, vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là cái trách nhiệm hết sức lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố trong việc tiếp tục duy trì, tôn tạo và phát huy cái giá trị của di tích. Khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, Quảng Ninh là một trong những địa phương sớm ban hành nghị quyết chuyên đề riêng, nghị quyết số 11 ngày 9 tháng 3 năm 2018 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò của văn hóa con người trong phát triển kinh tế xã hội. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về việc phát huy nguồn lực văn hóa là động lực để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cũng như là để biến văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phát triển kinh tế, thì huyện Bình Liêu chúng tôi cũng đã nghiêm túc triển khai đến các cấp ủy chính quyền để nâng cao nhận thức của các cấp các ngành cũng như là toàn thể nhân dân về thực hiện chủ trương của tỉnh. Và trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã cố gắng bảo tồn, phát huy, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Và qua đó thì nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như là gắn kết với việc thực hiện mục tiêu phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các thế hệ con người Quảng Ninh chính là chủ nhân văn hóa của quê hương Quảng Ninh. Thế thì làm sao cho các cái thế hệ công dân Quảng Ninh hiểu đúng các cái giá trị thương hiệu đó của mình thì phải đi vào trong bài giảng, phải đi vào trong từng bữa cơm ở trong gia đình, giúp cho học sinh hiểu đúng những giá trị đó, tự hào về những giá trị đó và biết cách phát huy giá trị đó, thì khi
các thế hệ công dân tương lai vào cuộc sống thì người ta sẽ có một cái hành trang văn hóa rất là phong phú, rất là bền vững, và đấy chính là cái sức sống nội tại của các cái giá trị thương hiệu Quảng Ninh. Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 tiếp tục xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ này là xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền. Trên cơ sở tiếp cận những nhận thức mới về phát triển bền vững, nhận diện mới về các giá trị văn hóa con người Quảng Ninh hiện tại, đồng thời đặt trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn, ngày 30 tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết số 17 về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh bền vững, thay thế cho nghị quyết 11. Chủ đề của năm 2024 cũng được tỉnh xác định là phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh, định hình hệ giá trị địa phương với 6 giá trị cốt lõi là thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc. Năm 2023, giải ngân vốn đầu tư cơ bản của tỉnh Hải Dương đạt khoảng 6.730 tỷ đồng, bằng 109,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là tiền đề để địa phương này tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024. Ngay trong những ngày đầu năm, không khí lao động trên các công trường đã diễn ra quyết tâm với khí thế sôi nổi. Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn được khởi công đầu tháng 12 năm 2023. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư và bàn giao mặt bằng, đến nay giá trị thực hiện đạt khoảng 8 tỷ đồng trên tổng vốn đầu tư của dự án là 160 tỷ đồng. Tôi đại diện cho bên công ty Việt Hoa thi công ở cái tuyến đường này, khởi công từ đầu tháng 12. Tôi sẽ về cái tiến độ đề ra, công ty đề ra thì là sẽ cố gắng thảm để trước Tết âm lịch để cho thuận lợi cho bà con đi lại, đi xuân và cũng như lễ hội ở đây. Khắc phục những bất lợi về thời tiết và khó khăn nguồn vật liệu, nhà thầu thi công phấn đấu trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ trải một lớp nhựa để bảo đảm thuận lợi cho người dân du xuân. Hiện nhà thầu đang thi công nền móng đường và hệ thống thoát nước ở 2,4 km trên tổng số 3,6 km toàn tuyến. Anh em cũng nên tinh thần là cương quyết, cố gắng đẩy nhanh được làm sao cho cái phạm vi mình đã thi công là nên được phần hết nền cấp phối loại 1 và nên được cấp lên nền nhựa, một lớp nhựa để triển khai làm sao cho đầu xuân năm mới mọi người triển khai đi công tác đi du lịch vào khu đường di tích Côn Sơn của mình đây. Là làm sao cho con tuyến đường của nó là cũng thẩm mỹ và đẹp. Kết thúc năm 2023, dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam huyện Thanh Miện giai đoạn 1 đã đạt kế hoạch với giá trị giải ngân hơn 219 tỷ đồng. Bước sang năm 2024, dự án sẽ thi công hoàn thiện các công trình phụ trợ đường của dự án, xử lý nền đất yếu bằng bắc thấm khoảng 0,75 km còn lại, thi công các cống hộp, hoàn thiện nút giao và các hạng mục khác để đưa dự án vào khai thác trong tháng 10 năm 2024. Để đáp ứng tiến độ đề ra, mỗi người từ kỹ sư, giám sát dự án đến người lao động đều chung một quyết tâm thi công cả những ngày nghỉ khi thời tiết thuận lợi. Tôi là công nhân ở công trường đang thi công này. Tôi cùng với lại anh em làm thi công với lại tất cả cán bộ kỹ sư ở công trường này. Tuy nhiên là làm công việc rất vất vả. Và những cái ngày nghỉ và những ngày lễ chúng tôi cũng vẫn ở lại công trường để hoàn thành những cái tiến độ thi công. Ngay trong những ngày đầu của năm, khí thế lao động sản xuất trên các công trường dự án đã diễn ra sôi nổi, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các sở ngành, địa phương và nhà thầu thi công, công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 ngay trong những tháng đầu năm. Đặc thù của hầu hết các công trình giao thông đô thị đang xây dựng hiện nay của thành phố Hải Phòng là đều vừa phải thi công, vừa khai thác giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa. Do vậy, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động luôn được các nhà thầu đặc biệt quan tâm. Công trường thi công trung tâm chính trị, hành chính thành phố trong giai đoạn thi công tăng tốc cuối năm. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân lao động cùng hệ thống thiết bị phương tiện cùng lúc làm việc trên công trường. Các quy định về bảo đảm an toàn lao động
được thực hiện nghiêm túc. Ở đây thì hàng tuần thì đều có công tác huấn luyện an toàn lao động cho công nhân cũ và các cái công nhân mới vào. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ giám sát an toàn lao động hàng ngày là thường xuyên đi kiểm soát ở trên các cái tầng cao, các cái khu vực mà có thể xảy ra các nguy cơ mất an toàn. Là nút giao khá phức tạp khi giao cắt với nhiều tuyến đường và đều là các tuyến có lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn. Việc thi công nút giao Tôn Đức Thắng – Máng Nước – Quốc lộ 5 đòi hỏi ban quản lý dự án, liên danh nhà thầu chủ động các giải pháp điều tiết, phân luồng giao thông, an toàn lao động trên công trường. Tình hình về giao thông thì cũng rất phức tạp, lưu lượng xe cũng nhiều. Về cái mặt bằng, về cái là nó khó khăn khi mà nhà thầu vừa phải đảm bảo là an toàn cho lưu lượng lưu thông thì và lại vừa phải đảm bảo là cái việc mà thi công phải kịp tiến độ, nó cũng có một số những thời điểm sẽ gây ùn tắc cục bộ, cái giờ nó giờ cao điểm thôi, vẫn đang đảm bảo. Cùng với bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông đường bộ, việc bảo đảm an toàn các tuyến giao thông đường thủy nội địa cũng được chú trọng. Mục tiêu vừa là bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm ổn định hoạt động giao thương liên quan và an toàn cho người lao động. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi được lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực, giúp đời sống của người nông dân các địa phương được nâng lên đáng kể. Phóng sự sau ghi nhận về việc triển khai phong trào này tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Mới đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2022, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Nam Phú là một trong những điển hình có quy mô lớn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với hình thức chăn nuôi và cung cấp con giống vịt cổ xanh theo phương thức áp dụng khoa học kỹ thuật, chăn nuôi khép kín. Tính từ khi thành lập đến nay, doanh thu của Hợp tác xã đã đạt trên 2 tỷ đồng, đem lại thu nhập ổn định cho các thành viên từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại là hợp tác xã của chúng tôi là đang chăn nuôi là vịt bố mẹ để nuôi lấy trứng để ấp nở con giống và úm bán cho bà con trên địa bàn tỉnh và một số huyện. Một năm thì là hợp tác xã là xuất bán ra thị trường là khoảng độ là 20 vạn con. Nhằm đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh hiệu quả, các cấp hội nông dân thành phố Lạng Sơn đã tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời có giải pháp hướng dẫn, giúp đỡ các mô hình kinh tế tập thể phát triển tốt, đạt hiệu quả tích cực. Điển hình như mô hình trồng cây hạt dẻ, chăn nuôi lợn thương phẩm, nuôi ong lấy mật tại xã Quảng Lạc, mô hình trồng nho tại xã Mai Pha, mô hình trồng cây ăn quả, trồng cây đào cảnh tại xã Hoàng Đồng, tổ hợp tác ươm cây đào giống tại phường Vĩnh Trại, tổ hợp tác trồng và tạo dáng tạo thế cây đào cảnh phường Chi Lăng. Cái trồng đào này nếu cái thị trường mọi năm thì toàn đa số là khách dưới xuôi cũng lên mà dân Lạng Sơn mình cũng vào lấy nhiều. Còn đối với kinh tế thì những cái trồng đào này nó kinh tế thì hơn những trồng những cây khác nhiều. Năm ngoái thì bán được khoảng tầm 150 cây, thì cả cây to cây bé thì đổ tính tất cả vào khoảng 150 triệu. Thì năm 2023 chúng tôi đã tổ chức được 43 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 1.000 cán bộ hội viên nông dân và nhận ủy thác đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 14 tỷ đồng để cho hội viên nông dân vay vốn để phát triển kinh tế. Từ đó các hộ nông dân đã trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay, hội nông dân thành phố Lạng Sơn có 25 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 62 tỷ đồng cho 910 hộ hội viên vay. Trên địa bàn thành phố có 15 dự án vay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 3 tỷ 400 triệu đồng cho 89 hộ hội viên vay. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho hội viên nông dân, đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, người dân trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang tất bật để chuẩn bị cho vụ Tết, thị trường tiêu thụ lớn nhất trong năm. Xã Bình Khê là một trong những vựa hoa lớn của thị xã Đông Triều, với trên 120 hectare trồng hoa, cây cảnh. Các hộ trồng hoa đang hối hả chuẩn bị đưa ra thị trường những sản phẩm đẹp nhất để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân như hoa dơn, cúc, ly, quất, đào và mai vàng yên tử. Diện tích nhà tôi thì năm nay là có 1.000 gốc quất thì cũng thương lái đã mua hết rồi. Đến bây giờ phút này là xong hết rồi. Chỉ còn một ít đào thôi. Nó thành như cái quất như nhà này bán là nếu cái vườn này bán là đã khoảng cỡ tầm 750 một gốc. Bình quân một ruộng này hơn 500 gốc thì hơn 400 triệu. Đến thời điểm này thì chúng tôi dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 6 triệu bông hoa dơn và khoảng 15.000 cúc và ly các loại. Đối với quất và đào thì khoảng 16.000 cây. Hiện thị xã Đông Triều có trên 400 hecta trồng hoa, cây cảnh các loại, tăng gấp 2 lần so với năm 2020, tập trung tại các địa bàn Bình Khê, Bình Dương, Hồng Phong, An Sinh, Trang An, Hoàng Quế. Theo đánh giá của nhiều chủ vườn, dù tình hình thời tiết năm nay khá bất lợi, nhưng với việc áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc, các loại hoa cây cảnh cho chất lượng tốt. Năm nay thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành tổ chức hai cái hội chợ. Một là cái hội chợ hoa cây cảnh kết hợp với lại thương mại tại phường Mậu Khê. Hai là hội chợ hoa cây cảnh và trưng bày tại xã Bình Khê, thủ phủ của cái vùng hoa của Đông Triều. Và năm nay thì chất lượng hoa rất tốt, kể cả hoa lai ơn, có cái chiều hướng là cho thu nhập cao hơn năm ngoái. Dự kiến vụ hoa Tết 2024, toàn thị xã cung cấp cho thị trường khoảng gần 95.000 cây quất, trên 75.000 cây đào, hàng vạn cây mai cùng nhiều loại hoa truyền thống. Phần cuối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2, đoàn viên công đoàn, người lao động có thể tham gia mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán tại chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 được tổ chức trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, Tiki. Theo đó, khi mua hàng hóa, sản phẩm trong chương trình sẽ được giảm giá các sản phẩm hàng hóa lên đến 50% so với giá thị trường hoặc giá niêm yết của nhà bán hàng. Tặng mã voucher giảm giá trực tiếp trên sản phẩm lên đến 50.000 đồng. Tặng mã voucher miễn giảm phí vận chuyển từ 15.000 đến 300.000 đồng. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 201.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Báo cáo mới đây của Cục Hàng không cũng cho thấy, dù các hãng đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2024, nhưng vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Theo Cục Hàng không, lượng khách đặt chỗ vẫn tăng dần, nên tỷ lệ đặt chỗ đang ở mức cao tại một số ngày sát Tết và chiều ngược lại sau Tết Nguyên đán. Dự kiến nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn Tết Giáp Thìn năm 2024 từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2 trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ khoảng hơn 1.800 chuyến bay, chiếm tỷ trọng khoảng 8% so với tổng số chuyến bay nội địa khai thác toàn mạng. Hội chợ OCOP Quảng Ninh xuân 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 22 đến hết ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão, tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Hội chợ sẽ có 200 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, gian hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán và không gian biểu tượng năm mới Giáp Thìn 2024 phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm, tạo không khí đón Tết vui tươi cho nhân dân khi đến hội chợ. Trong khuôn khổ của hội chợ còn có chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 gắn với lễ khai mạc hội chợ và công bố xếp hạng các sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2023, chợ Hoa Xuân Hạ Long 2024 phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã đưa ra các cảnh báo về nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến nở rộ dịp cận Tết Nguyên đán 2024. Những chiêu thức lừa đảo trực tuyến thường thấy như lừa việc nhẹ lương cao, lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ, lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số, lừa đảo cho vay tiền cận Tết. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNEID, mã OTP, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng,
không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh được chính xác người nhận tiền là ai. Nếu đã bị lừa thì lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Bản tin Chuyển động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.